thưa các quý vị, hiện nay trái đất chúng ta ngày càng nóng lên, nên vấn đề chống nóng trong ngôi nhà hay nhà xưởng luôn được đặt lên hàng đầu đối với chủ đầu tư và chủ doanh nghiệp. Bên cạnh đi tìm lời giải cho bài toán chống nóng, chống ồn thì bài toán về kinh phí cũng được các chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Hiểu được nỗi lo đó, hôm nay An Tâm sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một sản phẩm chống nóng hiệu quả, giảm ồn mà giá cả phải chăng đó chính là tôn PE hay còn gọi là tôn dán mút. Vậy tôn dán mút là gì, nó có đặc điểm cấu tạo ra sao và ứng dụng như thế nào, hãy cùng An Tâm tìm hiểu nhé. Tôn dán mút là loại tôn cách nhiệt có cấu tạo gồm tôn cán sống được dán thêm lớp cách nhiệt PE, OPP. Độ dày của lớp PE này đa dạng 2mm, 3mm, 5mm, 10mm. Tôn dán mút ngày càng được ưa chuộng và sử dụng nhiều bởi giá thành rẻ, giảm nhiệt, giảm tiếng ồn tốt cho nhà xưởng, các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Tôn dán mút được khách hàng tin dùng vì nó sở hữu những tính năng vượt trội. Cách nhiệt tốt, giảm 60% đến 80% nhiệt độ chênh lệch ngoài trời so với nhiệt độ mái tôn. Giảm tiếng ồn rất tốt. Tôn dán mút không gây độc hại cho người sử dụng và môi trường. Không bị oxy hóa bởi hóa chất và độ ẩm. Dễ thi công, dễ lắp đặt, tuổi thọ cao. Hấp thụ nước tốt, hệ số dẫn nhiệt thấp nhất so với các loại vật liệu cách nhiệt đàn hồi khác. Giảm chi phí điện năng cung cấp ánh sáng và điều hòa nhiệt độ. Với những tính năng vượt trội đó, tôn dán mút được ứng dụng nhiều như thi công cách nhiệt mái nhà xưởng, xí nghiệp hay nhà ở dân dụng, thi công phòng sạch, kho lạnh, lắp đặt máy cách nhiệt nhà thi đấu, sân vận động, công trường, khu bảo quản thực phẩm, chống nóng giảm ồn cho mái nhà, văn phòng, nhà xưởng sản xuất, nhà kho của các khu công nghiệp, chuồng trại chăn nuôi, cách nhiệt cách âm các công trình điện lạnh, siêu thị, trung tâm thương mại. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp sản phẩm dịch vụ uy tín, chất lượng qua số hotline 0911782828 hoặc số điện thoại để dưới màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!